Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn album Vol 5 của ca sĩ Hủy Tiên, có tên là Em Đã Quên. Album này gồm có CD và đĩa DVD, có nhiều bài nhạc rất là hay của ca sĩ Hủy Tiên luôn các bạn. CD thì gồm có 8 bài hát và bonus DVD thêm là một bài Em Đã Quên và Behind the Scene. Đây là tem của cục nghệ thuật biểu diễn. Bây giờ mình sẽ mở bên trong ra cho các bạn xem nha. Hủy Tiên thì cũng có một số bài nhạc rất là hay luôn các bạn. Album này làm khá là đẹp. Bên trong thì có hộp Mika. Bên ngoài thì được bao bọc y như là đĩa gốc của phim bộ vậy các bạn, làm khá là đẹp mắt. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem chiếc đĩa nha. Đây là chiếc đĩa CD. Và bên đây là có đĩa DVD nữa các bạn. Được làm khá là đẹp. Cách thiết kế của hộp bìa gốc như thế này mình rất là thích luôn các bạn. Nhìn nó nhỏ gọn mà rất là đẹp nữa. Album này thì không có sách ảnh gì hết các bạn, chỉ có bao nhiêu đây thôi. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Rồi xin chào tất cả các bạn.